uống sữa tươi đi. Ở trong sách nói có màng uống nhiều sữa tươi có lợi lắm. Hả? À, làm ơn, chờ thế. Ồ, thì ra là mày. Láo hả? Đây đâu phải là lần đầu tiên lợi dụng trong... Tôi không cam tâm, tôi tức lắm đây nè. Không hay đâu có gì lợi. Cứ kiếm người mua mà cặp vô thôi. Hắc cây à? Từ nay con phải coi chừng con linh của cô cho thiệt. Làm gì mà nương tay quá vậy? Hồi nào tới giờ anh đều nói là uống không có say mà. Ồ, uống rượu nó lạ lắm. Có nhiều khi phải coi trường hợp. Tôi với anh hai người uống làm gì nhiều quá vậy? Vậy cũng đúng. À nè anh Dậu à, tiền vốn cái tiệm mắt kiến đó anh có kêu lối xóm hùng vô cho vui không? Hòa, nói vậy tôi làm sao trả lời được? Không phải đâu, nếu như không có thì cứ kêu thêm vài người nữa đi, để mình làm lớn lên. Anh Giang, anh nghĩ sao vậy? Muốn làm lớn nữa à? Không phải đâu. Lúc trước tôi có nghe đồng nghiệp nói ở bên Nam Mỹ có nhiều cái mối lớn kiếm lời ngon lắm. Tôi định chơi thêm một đường dây xuất khẩu nữa. Vậy nó ngon như thế nào hả? Nói nghe thử coi. Tôi nghĩ là cả 100.000 một tháng lận đó. Cả 100.000 một tháng ngon lắm đó hả? Hey, mà không được đâu. Để tôi kêu bà Châu tôi vô luôn. Anh chơi vô luôn? Không phải. Ý tôi muốn nói là kiếm lời ngon quá. Tôi có một người bạn thân là bà Châu đó. Tôi muốn kêu Hùng vô luôn. Đúng không? Mà thôi anh Giang à, tôi phải đi. Đi đâu vậy? Rượu chưa uống hết mà. Phải hả? Nè, uống đi, uống đi. Ê, anh Dậu. Ê, cái số tiền của tôi bây giờ anh tính sao đây? Tôi có khách ở đây mà. Để mai mốt nói tôi không có thiếu anh đâu. Anh chơi vậy không có được đâu. Tôi còn phải trả lương cho nhân viên nữa chứ. Tiền bạc tôi bị gạt ở trong tiệm hết. Nếu tôi có, trả lại cho anh ngay thôi. Sao anh mất uy tín quá như vậy? Mai mốt đừng hòng tôi hợp tác với anh. Nè, nè, anh Trương. Tôi mà mất uy tín hả? Làm ăn phải lấy tiền này xoay tiền khác chứ. Đâu có để tiền chờ tới lấy được. Đục khùng quá. Vậy anh bỏ bao nhiêu tiền với tiệm mắt kiến? Tiền đó là của bà Châu. Tôi biết anh điểm lắm đó nhờ. Người nào người nấy đều thoa đập gạt với nhau. Nè anh Giang à, anh Giang. Anh về đó hả? Đừng có tính, khỏi cần tính nữa. Nói thiệt cho anh biết, tiền ở trong tiệm là của ai? Nói nghe đi. Anh biết hết rồi hả? Anh Dậu đã nói hết rồi. Tại sao phải hùng nhau gạt anh chứ? Đó chỉ là giúp cho anh thôi. Anh đã nói rồi, anh không có cần anh Toàn giúp cho anh. Thực ra anh Toàn có vấn đề gì đâu chứ. Vấn đề là khi trước ảnh là bồ của em biết hay không? Hai đứa bày làm gì mà ồn vậy? Nếu như không phải, tại sao em với họ rụt rè bí ẩn để gạt anh chứ? Em biết nếu như nói là anh Toàn anh không có chấp nhận. Không chấp nhận là một lẽ khác. Dù sao đã hơn bây giờ anh giống như là thằng khùng. Ai cũng biết, chỉ mình anh không biết thôi. Đi, đi theo đây. Làm cái gì vậy? Đi kiếm thằng Toàn nói rõ ràng. Ê, dạ, đi đi mà. Đi, dạ. Giang dạ. À, Giang dạ. À, bước ra đi. Giang à. Mimi tôi lần này cũng giận nữa. Con người của anh đã lớn như vậy rồi, sao làm gì cũng chẳng có ý tứ gì chứ? Tại hồi nãy tôi bị người ta đòi tiền, đòi đến nóng luôn đó mà. Bây giờ tôi cũng đang nóng rồi nè, tôi giết anh có được hay không?
Lần này tôi thiệt là mạnh quá. Đừng nói tôi vậy được hay không hả? Câu chuyện này đã lâu lắm rồi. Không có công cũng có cán chứ. Anh còn ở đó mà cãi nữa hả? Tôi sẽ chó cắn bây giờ. Con chó không phải ở trong trại sao? Đừng có bật mí mà. Cắn đi, cắn cho chết ảnh là đúng rồi. Sao bạn cháu đá bác vậy chứ? Đừng ồn nữa. Nghĩ coi cách nào nữa không? Hết rồi, còn cách nào khác nữa đâu. Thằng Giang đó hả? Hắn đang giận lắm đó. Hắn sẵn sàng lên tối chỗ này nè. Nguyễn. Kêu anh Toàn ra đây. Đúng là ảnh rồi. Cái miệng anh thiệt là thúi. Cháu Dân Toàn, mau ra đây. Anh dữ quá à. Dữ không phải mở chứ. Mở cửa. Đừng mà anh Giang. Mở cửa đi. Tôi nghĩ được thằng ồn mà. Nè mày đi về nè. Đi. Có chuyện gì từ từ nói nha. Không có được bài bản nha. Mày cho tao mượn tiền để mở tiền mắt kiến. Mày có mục đích gì? Mục đích là để giúp anh mà. Giúp tao? Hay là muốn dụ vợ của tao hả? Anh đừng có nói bậy mà. Bậy miệng đi. Trong lòng mày chưa có quên được phải không? Mày cho tao mượn tiền để tao mang ơn mày. Buộc tao nhường vợ tao cho mày chứ gì? Thực tế tôi không nghĩ vậy. Mày khỏi cần chối. Lòng dạ của mày bất chánh lắm. Mà không phải đâu, nghe tôi nói nè. Anh dẹp đi. Anh cũng đồng lõa. Sao anh dữ quá vậy? Anh hai tránh ra. Giải thích anh không nghe anh muốn cái gì. Anh muốn đột không? Thằng cái à, tránh ra. Nè, nói thiệt đi, đừng có sợ mắc cỡ hả? Sự thật con muốn cái gì đây, con nói rõ ràng đi. Đúng vậy. Tao không bao giờ chịu mang ơn của mày đâu. Bớt quá tao không mở tiệm. Dẹp mày đi. Xin lỗi nha, xin lỗi nha anh Toàn. Lần này anh mát dạ rồi chứ gì. Tế tôi với anh không có gì để nói. Anh thì không muốn mở tiệm. Đúng vậy. Anh thấy đáng tiếc sao? Tóm lại, tôi nói một câu. Từ nay căn tiệm đó là của anh, không có liên can tới tôi. Không có liên can tới anh. Tại sao vậy coi tiệm? Tất nhiên anh còn tiếc chứ. Anh đã bỏ hết bao nhiêu tinh thần vô đó. Không có căn tiệm không xong đâu. Ai giúp tôi cũng được. Chỉ có anh là tôi không chịu. Đúng. Đúng là tôi muốn giúp cô Bình. Vì của Bình là bạn của tôi mà. Bây giờ chồng của Bình có chuyện cần phải giúp đỡ mà. Tôi là chồng quá khổ, tôi còn tay cùng chân. Tôi chưa đến nỗi kêu vợ của tôi nhờ người ta giúp cho tôi. Vậy anh biết tại sao tôi giúp anh hay không? Nhìn có khả năng lắm. Tôi giúp cho anh à. Anh nên như tình trạng hiện tại bây giờ vậy. Tự ái ra không có chứ. Cần gì mà tự ái. Tự ái mà làm ảnh hưởng đến tương lai của mình, quý hoại hết tất cả. Thì đừng nên tự ái. Cơ hội không bao giờ còn lại đó để chờ anh đâu. Kể như bây giờ mình hợp tác lợi dụng lẫn nhau. Anh lợi dụng tiền bạc của tôi lợi dụng tài năng của anh. Mình hợp tác để kiếm tiền. Mai mốt bán kiếm có lời phải tính rõ ràng mới được nghe hả? Tính luôn từ lời nữa. Nếu anh sợ tôi cam kết với anh, tôi cam kết từ nay không có gặp của mình nữa. Anh thỏa mãn chưa? Anh Toàn à, tôi thay thế ảnh xin lỗi anh nha. Anh đã nói với tôi là anh đã biết lỗi rồi. Anh sẽ chừa đó. Vậy tại sao anh không tới? Anh không tới tức là không có thiện chí. Anh muốn xin lỗi em phải đích thân tới đây nói chứ. Thôi cô đi đi. Mắt cầm anh thấy hiểu lầm nữa. Thực ra anh đã đến đây rồi. Tại vì anh nhát không dám gặp anh thôi. Không dám gặp tôi. Bộ mặt tôi dữ tợn lắm sao? Anh Toàn, đã nói chuyện đàng hoàng mà đừng ồn nha. Anh Toàn, hồi nãy đã nghe rõ rồi chứ gì. Anh Toàn, xin lỗi nha, tại tôi hiểu lầm anh. Anh là người lớn rộng lượng, đừng có buồn tôi nha. Thấy mặt anh thông minh lắm, tại sao người anh mang mùi vậy? Tại tôi hơi nóng, nhưng từ nay không có nữa đâu. Tôi không bao giờ hiểu lầm anh với vợ của tôi nữa. Hiểu lầm tôi không sao, bắt quá mai mốt không gặp tôi. Hiểu lầm cổ thì không đúng đâu. Vợ chồng với nhau phải tin tưởng với nhau chứ. Phải rồi, tại Bình quá quan trọng với tôi, cho nên tôi mới nghĩ bậy bạ. Nhưng mà từ nay không còn nữa. Từ nay tôi sẽ cố gắng làm cho tốt tiệm mắt kiến, không để cho mọi người thất vọng đâu. Mấy lời đó đừng nói nữa. Đó chỉ là tôi mang ơn của Bình. Anh Toàn à, mấy lời cánh sáo đó đừng nói nữa nha. Mình phải hợp tác vui vẻ. Đúng vậy, mình phải hợp tác vui vẻ. Bắt tay trước đi. Bắt tay trước đã. Tôi cũng bắt.
như này cũng mới quá à. Bà Châu phát minh của bà đó hả? Chị nói sai rồi, trong cái chị nghĩ ra cách đó mà. Làm như vậy thấy vui đó có phải không? Suốt đời của ông giỏi nhất là lần này. Không phải đâu, cuộc đời của tôi hay nhất là cưới được bà đó. Nghe nhột nhạt quá. Nhột nhạt không có sao đâu, cần nhất là bà vui. Coi vậy chứ biết vỗ vợ quá hả? Ê, cảm ơn. Anh Toàn à, lần này thì nhờ anh đó, nếu không có anh thì mở không được đâu. Cảm ơn anh nhiều. Trước khi mở tiệm thì ai cũng giúp trời, sau khi mở tiệm với cô hai vợ chồng ở nhà hả? Mà bà nói nhiều quá, còn chưa chúc mừng cho cô Bình, làm ăn khấm khá. Cảm ơn, nhất bổn vạn lợi. Mở thêm nhiều chi nhánh, mở chừng nào đầy thành phố mới thôi. Đúng rồi, giống hệt như du lịch thế giới, chi nhánh khắp ở toàn cầu. Đừng có nói nhiều nữa, chụp hình để làm kỷ niệm đi. Tất cả cười vui vẻ lên nha, đứng xuống qua xíu, xích qua. Chuẩn bị, 1, 2, 3. Cindy, Winnie, cô đã có màn rồi đó nha. Khuya quá rồi còn chưa nghỉ, bộ muốn được lên lương hả? Được thì đỡ, bây giờ tôi cũng đang cần lên lương nè. Tôi với cô là nói tình cảm, bộ nói tiền bạc sao? Giống bà chủ thiệt đó hả? Ê, xin lỗi nha. À, không sao. Alo. Em vô công ty rồi. Bữa nay nó ngoan lắm, không có nghịch nữa. Hay, được rồi, đừng có nói nhiều quá mà. Được rồi, bye bye. Anh Ben hả? Đúng rồi, anh ở trên qua lục sắp về đến đây. Anh gọi tới hỏi thăm mình thế nào đó. Chị có ông chồng thương chị quá hả? Uống cái gì tôi lấy cho. Để tôi lấy cho. Bộ chị muốn bữa nay không nghỉ hả? Để cho tôi. Uống cái gì? Nước cam cảm ơn. Được. Ây da, Winnie chị làm gì vậy? Bụng của tôi đau quá. Tôi gọi anh giùm chị. Ê, không được, bụng của tôi đau quá. Nè, chị đừng làm tôi sợ nha. Nè. Alo, làm ơn 405. Làm ơn báo cho ông biết là vợ của ông đang sanh, kêu ông lập tức tới bệnh viện ngay. Được. Dạ phải. Cảm ơn. Anh Ben vậy đó. Phải. Xin lỗi nha Winnie, tôi kiếm không ra anh Ben. Đâu có sao, đã sanh ra rồi. Thiệt đáng tiếc, sanh em bé quan trọng quá mà anh không có bên cạnh chị. Thật ra anh còn tiếc hơn, anh thiệt muốn nhìn thấy em bé ra đời lắm đó. Cái đó là để đặt để thôi. Thật ra khi bắt đầu có màng thì hai vợ chồng của tôi đều lo lắm. Đây không có phải là con so đâu. Lần trước tại vì không có kinh nghiệm, đứa bé chưa có ra đời là đã hư rồi. Lần này vợ chồng của tôi lo lắm, chính vì chúng tôi sợ là không có con được. Bây giờ không có chuyện gì thì được rồi. Ây da, Cindy à, mà mốt đến viện chị sanh đó, giá nào cũng phải bắt chồng của chị ở bên cạnh chị mới được. Anh hai. Hả, ngồi đó làm gì vậy? Em vừa mới đi ngang đây, sẵn đó vô thăm Cindy một chút. Tao cũng đi ngang qua chỗ này, cố tình ghé thăm em và ba. Nè, anh ba với chị ba lúc này ra sao rồi? Ai biết được, hỏi cậu ba, cậu ba không chịu nói mà. Vậy thì nguy hiểm lắm. Biết cách gì đây? Nè, chị kia. Cindy. Anh ơi, chưa đi, sao đúng lúc vậy? Không, tôi đi dạo tùm lum, đi mỏi chân là đứng ở đây, là đúng gặp mợ. Phải. Nè, Cindy, chị chờ người hả? Không phải. Mặt mới gì tới cô? Ủa, anh ba kìa. Cậu ba. Ủa, anh hai. Vì sao hai người ở đây vậy? Mai mốt đón vợ làm ơn tới đúng giờ nha. Mời khỏi lo đi, tôi chửi nó rồi. Tôi dậy nha, tôi dặn quẹ còn làm sao nữa mà. Hả? Vậy là đi à? Đi, đồ vô duyên. Có phát triển rồi. Đừng dòm nữa rã đám ấy nha. Hồi nãy đó không được xe, cho nên anh đi bộ qua đây mới trễ đó. Sao mà khó đón xe quá vậy?
Ê, có xe rồi, lên xe đi. Nè. Ê, nè, xin lỗi, tôi phải đi gấp. Ê, có giỡn hay không? Làm gì ngang tàng quá vậy? Vợ tôi mang bầu nè, còn không mau xuống xe. Ê, xin lỗi nha, tôi phải đi gấp mà. Ê, xin lỗi, xin lỗi nha. Chạy em ạ, em ạ. Nè, dựa vào đây đi, dựa vào. Ê, thế nào hả? Em đứng đây nha. Hả? Ê, nè. Nè. Ông Tài à, làm ơn. Ê, nè. Ê, sao rồi, đứng đây nha. Hả? Ê, chờ anh nha. Ê. Nè. Ông Tài à, vợ của tôi mang bầu đó, bây giờ bà mệt lắm rồi, làm ơn chở giùm bà chút nha. Cảm ơn. Nè, lên xe đi. Nè cô à, sao vợ tôi lâu quá không thấy ra vậy hả? Vợ của ông bị cái gì? Ôi, đã mang bầu mà bà thấy chóng mặt. Bữa nay những người mang bầu đã có mấy bà rồi, tôi không biết ai là vợ của ông, hay là ông ngồi xuống đây chờ đi. Em à, ra rồi đó hả? Em không có gì chứ. Nè, ngồi xuống đi. Ngồi đây nè. Bác sĩ, xin hỏi vợ tôi thế nào rồi? Vợ của anh không có gì đâu, mà đứa bé trong bụng cũng không có gì. Nhưng mà sao bà chóng mặt? Trong thời gian mang bầu, có gì lúc bị nôn ói. Vợ của anh không có ăn uống, là bị nôn ói hoài. Tự nhiên bị chóng mặt thôi. Cứ để bà về nghỉ ngơi cho nhiều đi, ăn uống điều độ là không có gì đâu. Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Anh đưa em về nha. Có cần kêu thêm mấy miếng sandwich không? Thôi đi, đủ rồi. Uống sữa tươi đi. Ở trong sách nói có màng uống nhiều sữa tươi có lợi lắm. Hả? Làm ơn, cho thêm ly sữa tươi nóng đi. Cảm ơn. Bây giờ anh mới được yên bụng. Hồi nãy anh lo cho em quá à. Anh còn nói, đồ ăn nguội rồi, ăn mau đi. Bye bye. Bye bye. Anh làm nhiều chuyện. Có phải là vì đứa bé không? Đứa bé đúng là quan trọng. Nhưng mà tất cả những gì anh làm đều chỉ vì mẹ của đứa bé. Hai giờ chiều mai em phải đi khám sức khỏe. Anh tới đón em đi nha. Được thôi, khi anh tới anh gọi điện thoại cho em, anh không có trễ đâu. Ông La. Ông An à, sao nói đem chó tới đây mà? Không, tôi muốn coi hoàn cảnh đây thế nào rồi lát nữa tôi mới đem chó tới. Tự nhiên đi. Ông La uống là về đó hả? Đúng. Ông có thể bỏ được không? Cái gì? Bỏ hả? Không. Chúng tôi sợ là mùi rượu sẽ ảnh hưởng tới sự hô hấp của chó. Ông bỏ đi tốt hơn. Vậy tốt cho ông nữa đó. Có vậy nữa sao? Nè, chỗ này có máy lạnh không vậy? Có, máy nhỏ đó. Hả? Chỉ có máy nhỏ đó thôi hả? Tôi nghĩ ông nên đổi máy lớn mới được đó. Và phải mở thường xuyên nữa kìa. Có giỡn không vậy? Chỗ này là dùng ngoại, đổ mát rồi mà. Tại sao mở thường xuyên vậy? Không nói vậy được đâu. Chó của tôi ở lông nó dày. Bình thường nó sống ở trong nhiệt độ từ khoảng 20 tới 25 rưỡi. Nếu nóng quá thịt nó sẽ bị sải. Có giỡn không vậy? Bọn chó thôi lo dữ vậy. Nhốt trong chuồng thì được rồi mà. Ở chỗ đó hả? Ê, thì khổ cho cuộc đời nó quá. Ông La, chúng tôi không bán cho ông đâu. Bọn tưởng là tôi muốn mua lắm sao? Bác tôi phải cử rượu, mở mấy lần nữa. Thiệt là khùng. Cảm ơn ông nhiều. Ông La, ông nhốt nó được rồi, tại sao lại phải xiềng nó lại như vậy? Ông thật tình. Khùng quá, mua chó khỏi nó tiền à. Khốn kiếp à, bà lấy đồ đi đâu vậy? Ây giờ ông nói trả là phải trả hay sao? Quá đáng mà. Đã trả gì? Trả đâu đi. Để cho cát đi, trả gì chứ? Làm gì vậy? Ây giờ, làm dữ lắm. Hả?
Tưởng là không sao? Nè, nè, đi đâu vậy? Nè, tránh ra đi. Sao ngoài vậy? Tôi muốn la cách nào thì tôi la. Ông làm gì được tôi? Làm gì? Nè mày đừng có lối nha, tao quen nhiều cái xác lắm đó. Cái gì? Bây giờ hù tôi hả? Ồ, thì ra là mày. Mày đừng chạy nha. Thằng nhóc, mày ngon lắm. Cả tao đây, mày cũng dám chơi hả? Sếp à, hắn uy hiếp tôi đó. Chào sếp. Sếp ở đầu cha mày. Phan Nhân Kiệt, mày ngon lắm ha. Chỗ nào cũng gặp mày hết, ở đây cũng gặp mày. Sắp sửa 19 khu đều gặp mày hết rồi chứ gì. Một tháng mày vô sở cảnh sát mấy lần mà còn nói thương người ta. Sếp à, tôi bị người ta chơi đó mà. Không phải đâu sếp, nó gạt tiền tôi. Quay, căn nhà giao lại cho mày rồi, còn gì liên lụy nữa chứ. Căn nhà đó không phải là của mày, là của cô Coco. Ồ, thì ra mày với Coco lẹo tẹo. Mày đừng có nói xấu Coco nha. Im miệng đi, ở đây là sở cảnh sát đó nha. Bộ mày cho tao chết rồi hả, ngồi xuống. Sorry sếp. À sếp à, căn nhà đó thì là của tên tôi mà. Im miệng mày đi. Nè, xe kiếm mày. Và được, cảm ơn. Cái vụ này á, từ từ dưới tính với mày. Hắc Kỳ. Coco. À sếp. Ờ, thằng nó bị gì? Thì gạt tiền bạc đó. Anh không sao chứ? Có gì đâu, tôi đục nó chứ nó đâu đánh tôi. À Coco. Cô khỏi nghe nó nói nữa, tôi thấy nó sống như người khác rồi. Không phải Coco, em nghe nói nè. Cái cô đó là bà con ở dưới quê lên. Anh còn nói láo hả? Đây đâu phải là lần đầu tiên. Lợi dụng trong lúc tôi đi Ma Cao thì bán luôn căn nhà của tôi. Không có phải đâu nghe. Chết đi nè, chết đi. Nè, nè. Ôi sếp à, sếp, coi nè sếp. À xin lỗi nha, không thấy gì hết. Nè, đánh vừa thôi, đừng có đập biển đồ người ta đó. Ôi nè, ôi sếp à, cứu tôi với, cứu tôi với. Sếp, ôi, sếp à. Nè. Đủ hết rồi chưa, đừng có gạt tôi nha. Thì cô coi đi. Vậy tức là sẵn sàng lấy được tiền chứ gì? Có thể lấy, nhưng mà không có tiền đâu. Không có tiền được tôi làm gì? Nói thiệt đó nha, tiền còn không có xài hết sao? Tôi biên chi phí này cho cô á, nghĩa là tôi có thiện chí rồi. Khi nào có tiền á, tôi trả lại cho cô. Nếu cô không có đồng ý thì có thể thưa tôi. Lường gạt tiền bạc đâu có thể ở tù chứ. Cái thằng khốn kiếp này thiệt á. Hắc Kỳ, đừng nóng quá, đừng nóng quá hả? Đúng vậy, để cô cậu quyết định đi. Mấy con muốn gì đây? Anh đi đi, từ nay tôi không muốn thấy mặt của anh nữa. Vậy tôi đi nha, xin phép đó hả? Vậy tôi đi nha, xin phép đó hả? Làm phiền nhiều quá, bye bye. Bye bye. Nè 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 nè, coi cái mặt của hắn nha. Sao không biết cái gì là xấu hổ hết vậy? Vậy còn đỡ hơn là không có. Cái tình khốn nạn này, tôi đã nhìn lầm nó rồi. Coco à, biết càng sớm càng đỡ, vậy cũng coi là xong chuyện đi. Thôi đừng có buồn nữa. Không có sao, chuyện xui không đi, chuyện hoành không tới đâu. Xin lỗi. Nè Coco à. Coco. Mập à, tính sao đây? Vậy đi, bây giờ tôi đi chợ, tối nay giữ cô lại ở đây rồi ăn hủi cổ. Hả? Dọn gì? Mày biết điều đi. Sao không nói tiếng nào lại bỏ vô buồn vậy? Thời nào tới giờ tôi cứ tưởng đâu là tôi khùng lên lắm. Ai ngờ đâu tôi là kẻ ngu khờ nhất. Căn nhà đó bị người ta gạt, tình cả tình cảm cũng bị gạt luôn. Trên đời này phải có người khôn người ngu chứ. Không hay đâu có gì lợi, cứ kiếm người ngu mà cặp vô thôi. Tôi không cam tâm, tôi tức lắm đây nè. Sao bắt tôi thiệt thòi vậy chứ? Tại lòng dạ cô quá tốt. Anh không cần an ủi tôi, đi ra đi. Cô làm gì vậy? Bây giờ căn nhà đó là của anh rồi, thì tôi phải dọn đi chứ. Cô dọn đi đâu vậy? Đi được chỗ nào thì cứ đi. Đi cái gì chứ, cứ việc ở lại đây đi. Anh lấy bao nhiêu tiền nhà đi? Ê dạ, lấy tiền nhà cái gì chứ hả? Cô Linh à, nếu như cô thấy ngại đó hả, thì cứ việc dọn dẹp nhà cửa giùm cho tôi đi. Còn nữa, anh hai bây giờ đi chợ nấu canh rồi, thì tôi ở lại đây ăn cơm đó nha. Cô coi đó, lúc này cô thường uống canh của tôi đó mà. Mặt mày thấy đẹp và mịn ghê chưa? Nếu cô còn cảm thấy ngại nữa,
cô cứ việc giả làm người ở, vô trại chó lo dùng chó cho tôi. Vậy tôi phải sơn lại cái mặt cho đen mới được. Cô đừng giỡn nữa, mất công làm chó tôi sợ. Làm cho anh dữ thế mồ à. Quỷ nè. Vậy là yên rồi đó chị Linh. Ây da, cái thằng khốn kiếp đó, nó dám trở lại. Nếu nó dám trở lại hả, tôi nhất định đục nó. Thằng kế à, đừng có nóng nảy nha. Ê, cô yên tâm đi, nó chỉ có cái miệng thôi. Mày muốn cái gì đây chứ? Linh à, hả Linh à, Linh đâu rồi hả? Lên. Ê bác. Không xong rồi. Thằng Sai Sò nó dắt cả đám người tới nhà bà Chính, không biết làm gì, không biết làm gì nè. Cô, vậy cô phải về coi thử đi. Để tôi đi với cô. Ừ. Nè ngừng tay. Mấy người làm gì? Bộ không thấy sao, cậy cửa đó. Sao cậy cửa? Bà Chính vô nhà thương 2 tháng rồi, có trở ra hay không thành vấn đề. Sớm phá sạch, sớm xây cất lại cho xong việc đi. Căn nhà là của cô tôi, sao mấy người làm gì kỳ vậy? Cô nói hay quá. Căn nhà là của gia giả, cô là con gái không có quyền hưởng đâu. Tôi không cãi với mấy người, đi kiếm làng trưởng đi. Khỏi cần kiếm nữa, ông làng trưởng đi họp rồi. Thì ra đã có âm mưu. Gì, chúng tôi là tổ hành động trong làng, tại sao không quyền tháo chứ? Vậy tức là mấy người đàn ông ăn hiếp cổ hả? Mắc mớ gì mày, đi. Cái này không phải là mắc mớ tới ai, tôi nói về lý mà thôi. Nói lý thì đi chỗ khác chơi đi, tiếp tục tháo. Tháo đi. Không được, không được, không được, không được, không được, không được làm gì, không được, không được làm gì, không được, không được làm gì, không được làm gì, đừng đây. Làng trưởng Sai Sò, mày làm cái gì vậy hả? Họ muốn dỡ nhà của cô tôi đó. Ông làng trưởng tôi. Làng trưởng cái gì? Tao không phải nói rồi hay sao? Chỉ cần ngày nào còn bà Chính thì không thể tháo nhà của bà. Mày muốn làm gì vậy hả? Tụi tao nè, mặc dù không có văn hóa nhưng mà cũng biết suy tính chứ. Căn nhà này à, không cho tháo. Làng trưởng à. Làng trưởng gì? Lời của làng trưởng mà mày cũng không nghe. Mày càng lúc càng lỏng đó nha. Đúng vậy. Chúng tôi đâu có dám. Cô ngon thiệt. Để tôi coi bà Chính khi nào mới chết. Mình đi. Nè mày nói cái gì? Làm trưởng à, cảm ơn nhiều nha. Không cần cảm ơn. Hy vọng căn bệnh của bà Chính sớm được bình phục. Còn không hả, căn nhà này sẽ... Cô à, một mình cô nằm ở đây chứ không buồn chứ hả? Buồn đâu có sao, con có thể làm một người bệnh vô ở với bà mà. Khờ quá, tụi con thường hay tới đây thăm cô thì cô đã mừng lắm rồi. Cô à, hay là cô mà hết bệnh đi để con dọn qua ở chung với cô chịu không? Sao lại không chịu? Mới đây mà cô đã vô nhà thương được 2 tháng mấy rồi hả? Không biết căn nhà của cô thế nào. Còn với Hát Ký thường hay về đó lắm, còn dọn dẹp sạch sẽ nữa. Giỏi vậy à? Dạ phải đó cô. Con dọn dẹp hoài à, ngày nào cũng phải dọn dẹp hết. Riết rồi xung quanh ai cũng biết con là Hát Ký. Cô thấy nó thật thà lắm, cô tin nó. Nghĩ tới căn nhà của cô thiệt thoải mái quá. Ở sướng lắm nè. Tọa bắc hướng nam, nó thoáng lắm. Ban ngày không bao giờ phải đốt đèn, không bao giờ bị nắng nó rọi vô. Nếu cô được trở về đó hả, cô đã thỏa mãn lắm rồi. Nè bà Chính à, có cái gì mà nói đến mừng quá vậy? Dạ không, cô của tôi đang nói về chuyện căn nhà. Ráng làm xong phẫu thuật thì có thể về nhà được rồi. Tôi muốn ngài bây giờ được về nhà thì hay biết mấy. Bác sĩ à, thật ra trước khi cô của tôi giải phẫu cho bà về thăm nhà chút được không? Vậy à? Đúng đó bác sĩ, cho bà đi chút đi. Hay cũng được. Trước khi làm phẫu thuật cho bà vô chút đi. Nhưng mà đừng lâu quá nha, nửa ngày thôi. Cảm ơn bác sĩ. Nghỉ ngơi nha. Cảm ơn bác sĩ. Cô à, thiệt hay quá. Vậy chừng nào mình về? Ngày mai. Hay quá. Con à, con coi đó, cô về đến đây là cả con người cô khỏe lại hết trơn luôn vậy đó. Vậy thì đỡ rồi cô. Con còn nhớ không, hồi nhỏ con ở đây hả, con thiệt là phá biết mấy, chạy tung tăng hoài, cô còn rửa không kịp nữa. Vậy hả? Đúng rồi đó, hồi nhỏ ai không vậy. Nè chung đi đi. Nè để bà cô về trước đi. Anh To. Cô à, mình đi ra trước nha, lát anh về sau ha. Nó hay quá, mới đây đã quen được đám bạn đó rồi. Khỏe không hả? Cái gì vậy? Lâu quá không gặp. Nè, các anh uống bia không hả? Uống bia nha. Ở đây tôi gọi đất của tôi đây hả? Anh nói gì? Uống đi, uống đi.
Bà cô của cô á, về nhà thăm rồi bà thấy khỏe quá. Tôi nghĩ bà sẽ mau thuyên giảm đó. Mong thì cũng mong như vậy. Anh à. Gì vậy? Tôi chỉ có bao nhiêu tiền thôi. Gì vậy? Đưa bà cô đi có tiền hả? Nãy đưa tiền cho xây sò bà tôi không thấy sao? Hey, chỉ có chút xíu ăn thua cái gì. Không nhận thì thôi nha. Thôi thì thôi. Vậy tôi hạ tiện lại đó. À được. Ê hắc ấy à. Cái gì? Chuyện lần này cảm ơn anh nhiều. Cô đừng có rắc rối chứ. Tôi thì rắc rối vậy đó rồi sao? Đi ăn cơm. Không đi đâu, tôi phải về trại chó. Tôi đi nữa. Cô đi làm gì? Thì đi coi chó đó. Được, dắt cô đi coi luôn. Lên đi, lên đi. Hả? À, sau khi cô đi thăm bà cô về rồi, con người cô thoải mái lắm đó. Hy vọng cô sẽ được tiến triển. Nhưng quan trọng nhất là phẫu thuật phải thành công. Yên tâm đi, bà cô tốt quá mà. Nhất định vượt qua khỏi nguy hiểm. Ừ. Đi đi. Ngồi xuống nha. À, tại sao bà cô bị bệnh vậy hả? Hồi trước ở trong làng của cô, đàn bà không có địa vị đâu. Sau khi dưỡng chết rồi, bà phải làm ngày làm đêm. Có lẽ vì vậy cho nên mới bị bệnh luôn. Nhưng mà thật ra bà không làm giải phẫu có được không? Bác sĩ nói nếu như không giải phẫu thì có thể sống được nửa năm. Nhưng tôi cảm thấy bà khổ quá đi. Suốt đời của bà không khổ vì người này thì khổ vì người khác. Tôi rất mong bà giải phẫu được thành công, lành lại mau, để nửa đời sau của bà sống được thoải mái hơn. À, thấy anh vậy mà cũng rành nghề quá ha. Chứ còn gì nữa, bộ giỡn sao? Ê, con này sắp sửa đẻ rồi nè. Đúng rồi, hai bữa nữa là đẻ đó. Anh đã đẻ cho nó hả? Đâu phải, có chuyên viên chứ. Cô có thích chó con không? Nếu cô thích mai mốt nó đẻ tôi cho cô. Dạ. Em đừng có lo quá, ngồi xuống nghỉ chút đi. Cô yên tâm đi, bà cô bà tốt quá mà nhất định vượt qua khỏi. Chết rồi. Chuyện gì vậy? Chết rồi. Chuyện gì? Thằng Cường nó gọi tôi. Con chó cái của coi đó, bây giờ sắp sửa đẻ được rồi. Khổ cái là tiền thú y còn chưa thanh toán nữa. Vậy anh mau mau về đó đi. Làm sao mà bỏ đi được, bà cô thế nào? Bà cô thì có tôi ở đây. Đừng có lôi thôi nữa. Ừ, tôi đi nha. Nếu như bà có việc kêu tôi đó. Nói cái gì kỳ vậy? Cô yên tâm đi, bà cô sẽ vượt qua khỏi hết, không có gì đâu. Xong rồi hả? Sắp được rồi. Anh gái à, gọi thú y đi. À đừng, tiền chưa thanh toán cho người ta.
Cô không còn nữa. Bây giờ tôi mới biết được tại sao bà lại muốn về thăm nhà. Nè. Wow, thiệp mời hả? Chúc mừng anh chị. Không phải chỉ một tiếng cảm ơn là thôi đâu. Chị phải làm việc đó. Chắc không phải nhờ tôi làm dâu phụ quê vậy chứ? Thì là vậy đó, có chịu không? Vậy phải coi rể phụ có đẹp trai không đã. Thì bây giờ chúng tôi đang kiếm một anh chàng đẹp trai để xứng với người đẹp đó nè. Có hay hay không? Để tôi để ý coi. Cảm ơn cô. Ủa, người mà tôi đang chờ tới rồi. Tôi qua bển nha. À, tự nhiên. Bà Tổng. À, ngồi đi. Vừa đúng lúc tôi có hẹn bạn của tôi đến đây ăn cơm. Thấy bà vô đây cho nên tôi qua đây chào hỏi bà thôi. Bà cũng chờ người à? Không phải, bạn của tôi vừa mới đi ra đó. Ờ, sao hả? Bữa nay có bạn con nào không? Vẫn còn chưa có. À, nhưng mà tôi thích 2789. Wow, sao mà nhiều quá vậy? Tôi có một người bạn làm huấn luyện viên. Anh có cho tôi biết. Anh nói là con số 2 sẽ về nhất đó. Thiệt hả? Khỏi mùa số 2. Tại sao khỏi mùa vậy chứ? Con số 2 sẽ rút lui. Nè, con số 2 vừa mới vô chuồng mà. Nếu cô không sợ phải trả vé lui thì cô cứ việc mua đi. À, chắc hai người chưa có quen đó hả? Cô này là Julie, còn anh là William. Hi, hello. Hi. Thông cáo của ngựa số 2 Bích Chân về vấn đề sức khỏe đã được ủy ban giám định cho rút lui. Hả, sao anh lại biết nó rút lui? À, không, hồi nãy tôi đang ngồi chung với ban giám định, họ nói tôi nghe, vậy thôi. À, tôi không làm phiền hai người, tôi trở qua bển nha. Tự nhiên, ăn nhiều chút nha. Ok, mua con này đi. 80% sẽ gì nhất đó. Được. Ý, sao trở qua mau vậy? Bộ nói chuyện không xong à? Thì ở bển nè, tự nhiên có một anh chàng nào tới ngồi. Cả cái con ngựa nào rút lui hắn cũng biết trước. Thì tôi phải bỏ đi. Lợi hại gì hả? Ai đi? Ê Honey, William đó. Hi William. Hi, hello. Ăn gì chút cả nhà? Nói vậy đi. Nè, thì ra mấy người quen à? Ờ, hắn là sư đệ. Khi còn ở đại học á, hắn thông minh lắm đó. Marty nói ảnh chơi cổ phiếu hay lắm. 50.000 có thể làm nên sự nghiệp, ai cũng kêu là thần đồng. William, hôm nay tiền vô của cậu hay lắm đó nhờ. Cũng có một nửa vô mình bàn chứ. Ủa, sao đúng lúc quá vậy? Julie, hôm nay cô ăn hay là thua vậy? À, bữa nay không ăn không thua, quầy vốn thôi. Còn bà? Cũng may là có William ở đây, coi như cũng có chút thu hoạch. Cô cũng đi ăn cơm đi. À, bữa nay tôi có hẹn với bạn rồi, để khi khác nha. Cũng được. Cảm ơn. Cảm ơn. Bà Tổng, mời mình gặp ở bãi đầu xe nha. Ok. Ờ, cô không quen Matthew à? Bạn bè đó. Lúc nãy sorry nha. Cô biết đó, bà Tổng là bạn thân của tôi. Không có lý nào bảo mua con ngựa không có cơ hội đâu. Chắc cô không giận chứ. Nhưng mà cô giỏi lắm. Không phải ai cũng lấy được tin tức của hội đâu. Nếu như có cơ hội để kiếm tiền, bất cứ giá nào tôi cũng không bỏ qua. Cô muốn kiếm tiền à? Không thôi thử chơi cổ phiếu đi. Thứ hai này có một loại mới tung ra. 1, 2, 3, 4. Có thể chơi. Hằng cơ hôm nay lên 3 cắt, Tân Địa xuống 4 cắt, Hồng Xanh rớt 4 cắt, Hiệp Củ lên cắt rưỡi. Có thiệt không đây? Một buổi sáng đã lên 5 cắt rồi. Biết vậy mình tin hắn, thiệt là ẩu quá. Alo, alo. Chui à, 1, 2, 3, 4 lên quá kìa, lần này mình giàu to rồi. Giàu cái gì, đâu có mua. Chị nói chơi với tôi đó hả? Nói thiệt đó, không mua cái gì hết. Tại sao lại không mua vậy? Tại tôi không có tin cái tên William đó. Chị nói cho tôi biết mà chị lại không mua. Bây giờ tôi đã nói anh là thần đồng cổ phiếu mà lại không tin. Hê, không nói nữa, vậy đi nha. Nha. Ê, có đẹp không? Còn phải hỏi sao? Cứ hỏi chồng của chị thì sẽ biết. Dĩ nhiên là đẹp rồi. Giống như tiên nữ. Uống miếng nước đi. Anh à, sao nói hôm nay gặp anh chàng rể phụ đẹp trai của tôi, sao còn chưa thấy? Làm gì gấp quá vậy? Kìa, thay đồ xong ra liền. Sao lại là hắn? Ờ, trong số bạn của tôi, người xứng với cô nhất là hắn đó. Hi, Judy. Mình lại gặp nhau ha. Còn có cơ hội hợp tác nữa. Không biết chuyện tốt hay xấu đây. Dĩ nhiên là chuyện tốt, tôi đám cưới mà.
Ông giáo hả? Em có mua một cái áo dạ hội đẹp lắm, xứng với bộ đồ vest màu xanh của anh đó. Vậy à? Đi coi nha. À. Hai người nói chuyện đi. Gì chứ? Hôm nay cô ăn mặc đẹp quá, nhưng mà trang điểm lại một chút đi. Tô đậm thêm chút nữa càng đẹp hơn mà. Như vậy tốt hơn. Thiệt sao? Thử đi. Còn phải đậm hơn. Nè, cẩn thận đi nha ha. Một chút. Ủa, cô vô phụ đâu? Chụp hình đó nha. Phải rồi, chị đâu? Nếu tôi đoán không lầm, chị đang trang điểm đó. Còn trang điểm? Đúng. Hồi nãy xong rồi mà. Chị thiệt trang điểm lại hả? Cái gì chứ? Tại sao phải làm đẹp dữ vậy? Phải vì Will nhầm không? Chị đừng có nói bậy đó. Anh cũng được chứ. Tính tới đi. Tôi với hắn đâu có hợp gu. Có phải là chị ganh người ta cái gì cũng giỏi hơn chị không nè? Hay, bộ hay lắm sao? Không nói nữa, không nói nữa. Mau lên đi. Hả? Mau lên. Liam, giỏi hơn tôi sao? Trong số 8 con chó đó hả? Hai con này lanh nhất đó. Con kia là Happy, con này là New Year. Happy New Year là điểm tốt đó mà. Anh hai, anh ngồi chơi nha. Cái thằng hắt cái này dường như hơi quan tâm cho súc vật đó nha. Hồi nó còn nhỏ nuôi cá cũng vậy nữa, nuôi mèo cũng vậy, bây giờ nuôi chó hả cũng vậy nữa. Nói thì nói, tôi cảm thấy anh không có thích hợp làm trại chó. Vậy tại sao cô xuất tiền cho nó mở trại? Thì tại ảnh muốn tôi phải xuất tiền ra ủng hộ cho ảnh thôi. Nè, mập à, bộ bây giờ trại chó đang lỗ hả? Tôi đâu có biết chứ, hỏi ăn đi. Mày là anh của nó mà mày cũng không biết. Hắn cũng là con ruột của bà mà, tại sao hỏi tôi? Hồi nói thì biết rõ mà. Anh Toan, muốn kiếm mày nói vài câu. Hả? Hả Cường à, lúc này trại chó làm ăn thế nào? Bộ không ổn hả? Bộ cái bên ngoài cũng không xuể nữa. Nếu tôi cũng vậy chắc là không xong đâu. Tại sao lại vậy chứ? Tại vì anh cấy quá thương chó thôi. Anh mua toàn là chó tốt, giờ mua đồ ăn rất ngon. Đến khi mấy con chó khôn lên anh lại không muốn bán. Anh nghĩ coi sao đây. Hiểu rồi, hiểu rồi. Cảm ơn nhiều nha, hãy làm đi. Không có gì. Hả cái à, hai con chó này thấy ngủ quá hả? Đúng rồi, anh thích hả? Lấy hai con đi. Ngồi đi. Nè, ngồi đây nói vài câu đi. Chuyện gì vậy? Mấy con chó này không phải là để bán sao? Bán chứ, nuôi lớn chút đã. Kiếm được chủ nào tốt quá thì bán ngay. Nè hát cái à, mày biết là mày đang làm gì không? Mày đang mở trại chó, nuôi xong chó thì phải bán. Mày cứ nuôi mà không bán thì làm sao đủ sống được. Hồi nãy tao nghe thằng Cường nói trại chó mày không ổn đó nha. Mày có nghĩ cách cứu vãn không? Tôi có nghĩ chứ, nhưng mà tính không có xong. Tao biết mày thường chó lắm, nhưng mà làm ăn phải làm ăn, có buồn có bán chứ. Như vậy mới là làm ăn. Mày có chi chứ không có thù. Đừng nói đến hai con chó này, cả đàn chó đều không ngủ. Mà ba, mày mồ hôi nhiều quá, uống chai nước cho khỏe đi. Cái này nóng như mày nè. Uống xong rồi kiếm làm sao kiếm tiền đi. Nói gì vậy? Đã nói bà đó, đã biết nghèo sao đẻ nhiều vậy. Chính vì tao đẻ tụi bay ấy, cho nên mới nghèo đó. Nguyện nghe rõ chưa, vì cô nên mới nghèo đó nha. Đúng là thứ lỗ vốn mà. Bởi vì tiền của em đưa hết cho hắt cái mở trại chó, làm sao mà còn tiền nữa. Này, uống nước đi. Run.